học guitar đơn giản đó mà. Bạn muốn đàn được những bản nhạc yêu thích nhưng không có nhiều thời gian để theo học các khóa kịch tiếp, hoặc bạn muốn đóng góp các tiết mục solo trong các buổi tiệc họp mặt bạn bè, hay thậm chí ngồi một mình tự đàn những âm thanh ngân nga và thư giãn, hãy bắt đầu cùng chọn một ba khóa học guitar cổ điển. Giảng viên Vũ Đức Hiển, chủ nhiệm câu lạc bộ guitar Vũ Hiển tại Hà Nội. Nếu bạn là người thích chơi guitar cổ điển và muốn phát triển hơn nữa kỹ năng của mình, người tập đàn đã lâu nhưng tự mày mò nên chậm tiến bộ, đừng bỏ lỡ. Chào các bạn, tôi là Vũ Hiển. Tôi xin giới thiệu với các bạn một chương trình học guitar cổ điển gồm nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao. Rất mong là các bạn sẽ có hứng thú tập luyện hơn sau những bài giảng của tôi. Chi tiết, bài bản, dễ hiểu, dễ thực hành, với 4 giờ nội dung, hơn 40 bài học, nhiều bài tập thực hành, từ cơ bản nhất đến khi thuần thục. Bạn sẽ nắm được tất cả kỹ thuật chơi guitar classic, từ giờ nốt và chơi bản nhạc yêu thích bất kỳ, tự tin thể hiện các tiết mục của mình, thỏa sức sáng tạo và đắm mình cho âm nhạc. Chinh phục cây đàn guitar ngay hôm nay, duy nhất tại kina.vn.